Quý vị các bạn nếu muốn mua đà điểu con như thế này, hãy gọi vào số 0163 5305 982. Đây là những chú đà điểu con được gắn số bán đi. Đó. Đây là yêu. Một con mình vẫn chuyển. Hai con. Quay thế này. Sẽ nằm xuống rất là an toàn. Đấy. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua đà điểu giống một con hai con ở khu vực miền Bắc, hãy điện cho chúng tôi, đặt hàng chúng tôi nơi tin tưởng nhất ở Ba Vì, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ bên bán hàng 0163 5305 982. Đây là một khách hàng được giao là đi Yên Bái, 0162 688 5021. Cảm ơn các bạn. Các bạn có thể thấy là đây là lại một chú hai chú là điểm hai chú chứ hai hai chú là điểm đâu rồi hai chú là điểm được chuyển đi cho khách hàng. Đây là những cái lượng khách mua lẻ một hai con thì bên mình cũng vẫn cứ chuyển đó. Con này thì tầm cỡ được hai cân rưỡi, dao động từ hai cân rưỡi đó. Đây là khách hàng này là anh này là 0162 688 5021. Thì đây là cái mô hình úm là điểu con. Đó. Các bạn nhìn rõ chưa? Rõ luôn ạ. Cho vào thùng xốp này thì rất là đảm bảo. Đó. Thì đây là những cái khu vực sâu tít trên này là 200 m. Khu nuôi đa điều đại, lớn, thương phẩm. Đây là cái khu những cái thùng này được đóng đi để chuyển đi cho các bạn một hai con, một vài con. Những cái thùng này thì đây là cám. Đó. Cái ô bên này thì là những chú đà điểu con. Những chú đà điểu con. Đây là khu này là khu nhỏ nhất. Đó. Con này thì được khoảng 15 ngày. Đó. Còn đây những bạn này thì to hơn một chút. Bạn này to hơn một chút. Đó. Đó. Thì bên này là những cái khu sân chơi. Nắng ấm các bạn có thể thả rộng dần ra. Thì đây là cấp 1. Đó. Bên này là rộng hơn một chút là cấp 2. Bên này là cấp 3. Dưới kia là cấp 4. Đó. Những khu này là những khu biệt lập. Thì các bạn có thể thấy là chúng rất là đẹp đúng không ạ? Nền cát như thế này. Đó. Thì các bạn mua có thể gọi vào số của bên bán hàng thì chúng tôi là 0163 5305 982. Chúng tôi sẽ chuyển những cái con đà điểu đúng chất lượng về cho bà con nuôi. Các bạn yên tâm là giống ở đây thì là giống nguyên của thị phương, được hình thành và anh em chúng tôi đã phát triển song hành. Đó, đây là những cái máng ăn các bạn về để những đấy nó ăn nhỉ. Đó, tôi zoom lại một chút. Đó. Đó là những cái máng ăn rất là đấy, chúng sẽ ăn như thế này. Đó. 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 Ok chưa ạ?
Đó. Đó. Đà điểu rất là sinh động đúng không ạ? Đấy. Con đà điểu hiện nay là những con đà điểu là những con thay thế con lợn, con gà. À, con giống này thì cái khả năng đề kháng rất là cao. Các bạn ở đây thì những cái loại này các bạn mua về các bạn phần lớn các bạn cứ giải lên cát và giữ nhiệt độ thật sạch, đó chúng tắm cát thôi. Đó. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Trong này thì bóng úm ấy, loại nhỏ hơn thì chúng ta phải có bóng úm. Đó. Thì các bạn nuôi thì có thể là trong quá trình nuôi các bạn có vấn đề gì thì các bạn gọi địa điện cho chúng tôi 0163530982. Đó. Thì cái con đà điểu này là con rất là dễ nuôi, rất là thông dụng, không phải giấy tờ, không phải xin phép gì cả. Hiện nay nhà nước đã công khai cho bà con nuôi những con đà điểu, nó trở thành con vật nuôi thông dụng. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là những khu này là những cái khu khu sau này nuôi lớn chúng ta thả lên như thế này. Đó. Chúng ta thả lên bãi chuồng, khi mà chúng đã trưởng thành thì chúng ta hình dung ra cái lứa 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 này là lứa nhanh nhích hơn. Đó. Đó. Đây là một cái mô hình rất là gì, rất là hợp lý. Đấy, chúng ta có những cái cây như thế này, trồng như này và thả như này. Đó. Ví dụ như ở đây chỗ này là khoảng 20-30 con thì cũng chúng ta nên có cả đất, có cả cát. Đó. Những con như này con 10 cân, con 12 cân thì thường ở đây là những con mà ở những cái lứa mà chúng ta bán mà gia đình có thể là để lại. Đó. Đó. Đấy, 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 đấy. Đó. Đấy, để mình gọi nó vào nha. Đó, đó, đó. Đó, tuyệt vời chưa? Đây là khoảnh khắc rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó. Đó. Tuyệt vời chưa? Đó. Đấy, thì đây là cái hình ảnh, cái mô hình để cho các anh em bà con hình dung ra cái chuồng trại khi mà nó đã trưởng thành. Những con này là 30 cân, 35 cân. Đó. Chúng rất là ngộ nghĩnh, rất là đáng yêu, thân thiện. Đúng không ạ? Đó, đầu của chúng dí vào tận sát camera luôn. Đó. Đó. Đó, chúng rất là thân thiện. Chúng rất là thân thiện. Đó. Đấy, này. Đó. Đó. Thì các bạn dùng cửa như thế này. Đó, và dùng lưới như thế này. Đó, và các bạn xây từ bao lửng như thế này. Đó. Những cây kia là những cây rau dền nó rỉa hết lá. Các bạn dùng ngăn vách này và dùng mái che như thế này, đài cát như thế này. Đó. Thì chúng sẽ rất là gì, thoáng đãng. Tầm này thì các bạn không phải sưởi nữa. Nhưng mà chúng yêu cầu độ mật độ thoáng. Đó. Cái máng ăn bên kia. Đấy. Thì sau này đến cái cấp độ lớn hơn, đà điểu nó yêu cầu là lớn hơn thì các bạn nên phóng ra những cái chuồng nó cũng rộng như thế này. À, rộng, cực kỳ rộng. Đây. Các bạn làm những cái chuồng rộng như thế này. Đó. Đổ cát vào là tốt nhất. Đó. Đó. Ô dưới kia nữa. Thì nơi đây thì anh em chúng tôi là đầu tư những cái mặt bằng rất là rộng và cái lượng vốn rất là lớn để chúng tôi làm sao mà đem đến những cái con đà điểu
cho bà con chất lượng nhất, hợp lý nhất về giá cả cũng như về chất lượng để nhân nhân giống cái con đà điểu. Cái nơi mà được thực hiện cái nhiệm vụ mà gây giống con đà điểu chính là nơi trung tâm nghiên cứu gia cầm Trịnh Phương thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thì những cái việc từ chức năng như vậy thì anh em chúng tôi cũng phát triển thêm những cái cơ sở đàn anh đàn em thuộc họ hàng, hoặc là chúng ta có thể là thấy là những hình ảnh, những cái hình ảnh như thế này là rất là thiết thực, đúng không ạ? Con đà điểu nó rất là ngộ nghĩnh đó. 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 Rất là ngộ nghĩnh, đúng không ạ? Chúng rất là đấy, chúng vừa rỉa vào tay tôi đó. Chúng rất là ngộ nghĩnh đó. Đó. Chúng rất là đáng yêu. Các bạn thân mến, tuyệt vời chưa? Thì con, các bạn có thể mua những con như thế này cũng được. Các bạn có thể đánh xe tải lên, chúng tôi sẽ bán cho các bạn từ 40 cân quay lại, các bạn có thể mua mua được. Thường là mua 15, 30 cân, 20 cân, 40 cân, 25 cân, rất nhiều giai đoạn. Ở khúc nào thì chúng tôi báo giá ở cái khúc đấy. Đấy. Nhưng con đà điểu này rất là to khỏe, đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh cây giống, con giống, vật nuôi của bên mình. Thì một đà điểu là một trong những con mà chúng tôi muốn đưa đến khắp thị trường ở miền Bắc, đặc biệt là các anh em ở miền Nam thì vận chuyển hơi phức tạp, hơi xa. Thế nhưng mà cũng sẽ có cách. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, quan tâm video của chúng tôi. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.